Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã đến với FPT Shop Channel. Có một sản phẩm từ trước tới giờ mà mình rất tò mò và tới hôm nay thì cuối cùng đã được đích thân sử dụng và sẽ review cho các bạn. Đó chính là chiếc tai nghe Bluetooth Jabra Talk. Chiếc hộp của tai nghe Jabra Talk khá đơn giản và ấn tượng với hai tông màu vàng và đen. Ở phía dưới hộp bạn sẽ thấy một dòng chữ nhỏ nhưng rất giá trị, đó là tai nghe có thể kết hợp với bất kỳ thiết bị nào có kết nối Bluetooth. Nhìn vào ngay phần nhựa trong suốt phía trên, các bạn có thể thấy nổi bật chiếc tai nghe Bluetooth Jabra Talk của chúng ta, nhìn rất sành điệu đúng không nào? Bây giờ hãy cùng Duy Anh lướt qua một vài thông tin nổi bật trên hộp, đó là dễ sử dụng, tự động điều chỉnh volume, âm thanh rõ và có thể sử dụng để nói chuyện liên tục 6 tiếng đồng hồ hoặc để chế độ chờ suốt 8 ngày. Nghe là khá tuyệt rồi đúng không các bạn? Bây giờ không dài dòng nữa, hãy cùng khui hộp thôi. Trên tay Duy Anh là chiếc tai nghe Bluetooth Jabra Talk của chúng ta với tông màu đen, nhìn rất là ngầu. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn, hãy cùng nhìn qua các phụ kiện kèm theo. Các bạn sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng và một tờ giấy bảo hành, một cáp sạc với một đầu là micro USB cắm vào tai nghe và một đầu là USB để sạc, hai nút tai nghe tặng kèm và một móc hỗ trợ đeo tai dự phòng. Tai nghe Jabra Talk này thực sự nhỏ gọn và chỉ khoảng hai đốt ngón tay thôi các bạn ạ. Bây giờ Duy Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tai nghe này. Thực sự rất dễ, ở đây có một nút bật tắt, các bạn chỉ cần gạt qua cho tới khi sáng đèn là có thể bật được tai nghe lên. Sau đó bắt đầu kết nối Bluetooth với điện thoại bằng cách nhấn giữ vào phím nghe gọi nằm ngay trên logo Jabra đây. Khi đó đèn báo Bluetooth sẽ xanh lên, bạn mở điện thoại và chọn thiết bị Jabra Talk để kết nối. Vậy là xong, các bạn có thể thoải mái nghe gọi điện thoại và nghe nhạc cũng rất tốt. Bất kỳ cuộc gọi nào tới thì sẽ được chuyển tiếp trực tiếp vào tai nghe này. Các bạn chỉ cần bấm nhẹ vào nút nhận cuộc gọi là được. Hoặc nếu muốn kết thúc cuộc gọi, các bạn cũng nhấn vào nút tương tự. Nhấn 2 lần để gọi lại cho cuộc gọi cuối cùng và nhấn giữ để kích hoạt trợ lý ảo của điện thoại. Như iPhone mình sử dụng thì sẽ kích hoạt trợ lý ảo Siri và bạn chỉ cần nói tên người muốn gọi là Siri sẽ gọi cho các bạn ngay, chẳng cần phải dùng tới thao tác tay trên điện thoại làm gì. Chiếc tai nghe Bluetooth Jabra Talk này có âm thanh tốt, rõ và các bạn chỉ cần nói với mức độ vừa phải là đủ để đầu dây bên kia nghe rõ rồi. Chỉ có một lưu ý nhỏ, đó là nút gọi khá là dễ bấm nhầm khi các bạn điều chỉnh cho tai nghe vừa tai mình, cho nên khi sử dụng cần cẩn thận một chút xíu nha. Hiện nay sản phẩm đang được bán tại FPT Shop và các bạn có thể xem link sản phẩm mà mình đang đặt ngay bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like video và subscribe FPT Shop Channel để chờ đón những video sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.